Xin chào bạn! Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình kinh doanh online mà lại không đạt hiệu quả tốt như những người khác? Hay là bạn có đang băn khoăn rằng mình có nên bán hàng online hay không bởi vì bạn thấy rất nhiều người đang kinh doanh trên mạng xã hội trong đợt này? Và nếu như bán hàng online thì nên làm sao cho hiệu quả? Nếu như đó là những điều bạn đang băn khoăn thì video hôm nay là dành cho bạn. Bởi vì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn không phải là 5, không phải là 10 mà là 20 kỹ thuật giúp bạn kinh doanh online hiệu quả hơn. Đây sẽ là một video dài, nhưng nếu như bạn bỏ lỡ một kỹ thuật nào đó thì có thể bạn đang đánh mất cơ hội tăng doanh thu khi kinh doanh trên mạng của mình. Nào, cái điều đầu tiên tôi muốn nói tới không hẳn được gọi là một kỹ thuật, mà là một điều mà tôi thấy đến bây giờ rồi mà vẫn còn rất nhiều người không chịu làm cái việc này. Đó là xây dựng cho mình một website để bán hàng. Có rất nhiều người vẫn chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh qua Facebook. Và như vậy là bạn đang bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội doanh thu cao từ việc sở hữu một website. Bạn phải hiểu rằng website ở đây không chỉ đơn thuần là một gian hàng ảo của bạn. Có nghĩa là khách hàng mua hàng qua mạng sẽ có cơ hội được biết tới các sản phẩm hoặc một góc nhìn chuyên nghiệp hơn, có đầu tư hơn, chỉn chu hơn là chỉ bán hàng qua Facebook, có phải không ạ? Nhưng quan trọng hơn, đó là với một website thì bạn sẽ tăng được khả năng nhận diện, được nhiều người biết tới hơn, bạn sẽ hiểu được tâm lý khách hàng của mình tốt hơn và còn rất nhiều lợi ích khác của một website để giúp khách hàng tìm kiếm bạn dễ dàng hơn trên Google. Ví dụ như là SEO chẳng hạn, vân vân. Chính vì vậy, cái điều đầu tiên và quan trọng nhất nếu bạn đang kinh doanh online mà chưa xây dựng cho mình một website thì hãy ngay lập tức làm cho mình một trang web để bán hàng. Bạn hoàn toàn có thể tự học trên YouTube cái cách xây dựng website bằng WordPress với mức chi phí rất nhỏ để đi vào hoạt động. Có lẽ là chỉ vài trăm ngàn đồng một năm. Bạn có thể tham khảo website của tôi theo thông tin ở phía dưới video này hoặc là ở ngay chính giữa của màn hình của video. Đó là trang web mà tôi tự xây dựng và mỗi tháng thì tôi chỉ phải trả khoảng 50.000 tiền duy trì mà thôi. Đó là điều đầu tiên bạn cần phải làm mà đúng ra là không cần phải nói tới bởi vì đó là một điều hiển nhiên khi bán hàng online. Rồi, kỹ thuật thứ hai, tối ưu hóa website của bạn cho phù hợp với điện thoại di động. Đây là một điều khá đau đầu khi tôi lướt qua trang web của nhiều người kinh doanh online hiện nay. Một lần nữa, chúng ta đã đang ở thời đại công nghệ 4.0 rồi. Vậy mà rất nhiều website được làm giống như những năm 1990 vậy, tức là chỉ phù hợp để xem trên màn hình máy tính mà thôi. Còn nếu như xem trên điện thoại di động thì phải kéo qua kéo lại mới đọc được hết thông tin, nhìn được hết một tấm hình, hoặc là các thông tin, hình ảnh sẽ nhảy chồng chéo lên nhau. Đó là điều rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn cả việc bạn không có một website. Bởi vì bạn phải biết rằng, hiện nay có từ 60 đến 80% khách hàng đang sử dụng điện thoại của mình khi mua hàng online. Và cái khả năng chốt đơn sẽ cao hơn so với việc bán hàng qua máy tính để bàn. Nếu như bạn không biết tới những con số vừa rồi, thì hãy suy nghĩ về chúng. Bởi vì bạn đang để cho phần lớn khách hàng của mình cảm thấy khó chịu. Và đó là lý do vì sao mà bạn không đạt được doanh số như mong muốn. Bạn phải phân biệt được giữa việc là cái website của bạn xem được hay không và xem tốt trên điện thoại, được tối ưu hóa trên điện thoại như thế nào. Tất cả các website đều có thể xem được trên điện thoại thông minh, có phải không ạ? Nhưng mà không phải là trang web nào cũng được tối ưu cho cái hoạt động đó. Vậy bạn nghĩ thế nào nếu như khách hàng có trải nghiệm không tốt khi vào website của bạn trên điện thoại? Chắc chắn là họ sẽ bỏ đi chỉ trong hai nốt nhạc, có phải không ạ? Vì vậy, hãy làm việc với đơn vị xây dựng website của bạn để đảm bảo rằng là trang web bán hàng của bạn được tối ưu hóa cho điện thoại di động. Hoặc đơn giản nhất, hãy mở điện thoại lên và tự vào cái trang bán hàng của mình. Nếu bạn cảm thấy khó chịu 1 thì khách hàng sẽ cảm thấy khó chịu 10, có đúng không ạ? Kỹ thuật thứ 3, ngay lập tức cho khách hàng thấy những dấu hiệu của sự tin tưởng. Nào, nếu bạn còn nhớ, tôi đã có một video chia sẻ rất cụ thể về cách tạo ra sự tin tưởng trên mạng xã hội bằng cách sử dụng review từ khách hàng của mình. Có tới 6 cấp độ review khác nhau. Hãy tìm xem lại cái video này nếu như bạn muốn hiểu rõ cách thức tạo một review hiệu quả. Và cách thức này là một trong những kỹ thuật rất quan trọng để bạn tạo được sự tin tưởng với khách hàng ngay lập tức. Vì vậy, hãy đưa vào những lời đánh giá tốt đẹp, những đoạn video chia sẻ từ khách hàng hài lòng để truyền tải cái sự tự tin tới các khách hàng mới. Bạn có thể tham khảo website của tôi để thấy cái điều đó. Ngoài ra, nếu bạn có các giải thưởng, là thành viên của các hiệp hội uy tín, bạn có các chứng chỉ hoặc là các chứng nhận đã được kiểm duyệt, thì đó chính là dấu hiệu của các sự tin tưởng khác. Ví dụ, nếu bạn vào một cửa hàng online bán các loại thuốc hoặc là thực phẩm bổ dưỡng
và bạn thấy công ty đó đã được giấy chứng nhận chất lượng của Bộ Y tế chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu để bạn có thể ngay lập tức tin tưởng và yên tâm mua hàng từ cửa hàng đó, có đúng không ạ? Đó là cách thứ ba để giúp bạn tăng doanh số bán hàng online của mình. Kỹ thuật thứ tư, tạo cảm giác gấp gáp phải mua ngay lập tức. Nào, nghe thấy kỹ thuật này thì chắc chắn là bạn sẽ nghĩ ngay tới các chiêu thức như là mua ngay kẻo hết hoặc là giảm giá chỉ trong ngày hôm nay, có phải không ạ? Tôi đã có một video để nói về các kỹ năng này rồi, bạn có thể tìm xem lại để hiểu rõ hơn về các kỹ thuật đó. Đây là một cách làm rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu như bạn đưa ra các chương trình để thúc đẩy bán hàng, sử dụng yếu tố khẩn trương và đánh vào yếu tố FOMO, Fear of Missing Out, tức là cảm giác lo sợ bị mất mát của khách hàng. Và để rồi, sau đó họ nhận ra rằng cái chiêu trò đó của bạn chỉ là chiêu trò để bán hàng, chứ thực ra là không nhận được cái lợi ích gì đúng, thì bạn đang gây ảnh hưởng xấu tới công việc kinh doanh trong tương lai của mình. Vì vậy, khi quyết định đưa ra các chương trình như là phiên bản đặc biệt, giảm giá vì một lý do đặc biệt nào đó, hoặc là khuyến mãi trong thời gian ngắn, thì bạn cần phải chắc chắn rằng đó là cái mức giảm giá đó của bạn là đúng so với mức giá bình thường, so với cả những người bán hàng khác. Bởi vì có rất nhiều trường hợp người bán hàng đưa ra giảm giá mạnh so với mức giá cũ, nhưng mà thực ra cái mức giá mới đó sau khi giảm không khác gì so với mặt bằng chung. Đó là một cách làm không nên, bởi vì bạn đang đánh mất cái sự tin tưởng từ khách hàng, có phải không ạ? Kỹ thuật thứ 5, đưa ra một chương trình đổi trả linh hoạt giúp khách hàng yên tâm hơn khi mua hàng. Đây có thể là một trong những kỹ thuật giúp bạn nổi bật hơn và nằm trên top đầu danh sách những cửa hàng online mà khách hàng đang cân nhắc. Đó là nếu bạn có thể cho khách hàng được một chính sách đổi trả hoàn trả nếu như họ gặp sự cố nhỏ nhất, hoặc thậm chí là có những cửa hàng còn sẵn sàng hoàn tiền trong trường hợp khách hàng đổi ý mà không cần lý do gì. Tất nhiên là khách hàng chỉ có thể hoàn trả nếu như sản phẩm không bị hư hại và vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Nhưng đó cũng là lý do mà khách hàng sẽ ra quyết định nhanh chóng hơn để lựa chọn cửa hàng online của bạn. Kỹ thuật thứ 6, đừng đưa ra quá nhiều lựa chọn tương tự như nhau khiến khách hàng cảm thấy lúng túng và không mua nữa. Nào, bạn đừng nghĩ rằng cứ đưa ra càng nhiều lựa chọn thì khách hàng sẽ càng thích thú và muốn mua sản phẩm của bạn. Không phải như vậy. Thực tế thì khi bạn đưa ra quá nhiều phương án khác nhau cho khách hàng thì họ sẽ có thể rơi vào trạng thái là không dám chọn, bởi vì không biết chọn cái gì, đặc biệt là khi mức giá gần như tương tự như nhau. Có một ví dụ đã được các nhà khoa học đưa ra để phân tích về yếu tố tâm lý khách hàng về hành vi tiêu dùng như thế này. Đó là tại một quầy bán mứt hoa quả, một siêu thị đã bày bán tới 24 loại mứt hoa quả khác nhau cho đầy đủ tất cả các vị, cam, chanh, cóc, xoài, ổi, v.v. Với cái sự đa dạng này thì có tới 60% số người tới siêu thị bước vào khu vực bán mứt hoa quả đó xem, và trung bình thì mỗi người nếm thử 2 vị. Tuy nhiên kết quả là chỉ có 3% số khách hàng vào siêu thị này là thực sự mua sản phẩm mà thôi. Thế nhưng ngày hôm sau, siêu thị đó giảm xuống cái số lượng mứt hoa quả đó chỉ còn có 6 lựa chọn, tức là 6 vị khác nhau cho các sản phẩm mứt hoa quả này. Lúc này thì số người bị cuốn hút vào khu vực bán mứt hoa quả đó giảm xuống từ 60% xuống còn 40%. Mỗi người vẫn nếm thử 2 vị. Nhưng mà kết quả là có tới 30% số người tới siêu thị đó chọn mua sản phẩm mứt hoa quả cho mình. Đây chính là một cái nghịch lý trong bán hàng có liên quan tới một vấn đề được gọi là buyer's remorse, tức là khách hàng hối tiếc sau khi mua. Chính vì nhiều người sợ rằng mua về mà mình lại không thích, sau trong khi có quá nhiều lựa chọn khác mà mình lại không thể mua hết được, cho nên họ ngần ngại không muốn mua nữa. Chính vì thế, bạn có thể thấy được rằng các sản phẩm điện thoại cao cấp có rất ít màu sắc. Ví dụ như là iPhone phiên bản đắt tiền nhất là iPhone Pro Max chẳng hạn, thường chỉ có 3-4 màu, trong đó có 2 màu an toàn nhất là màu đen và màu trắng. Bởi vì khách hàng bỏ ra rất nhiều tiền như vậy, họ sợ cảm giác mua về rồi lại đổi ý nếu như chọn các màu sắc quá độc lạ, cho nên họ sẽ chỉ ưu tiên chọn 2 màu đen trắng mà thôi. Kỹ thuật thứ 7, giảm sự phức tạp trong quá trình tính tiền, thanh toán tại giỏ hàng trong cửa hàng online của bạn. Nào, nếu như bạn không biết thì theo kết quả tổng hợp của tạp chí Business Insider thì bình quân mỗi năm có tới 4.000 tỷ đô la Mỹ trị giá các sản phẩm bị bỏ rơi ở những phút cuối cùng trong kinh doanh online. 4.000 tỷ chứ không phải là 4 tỷ đâu ạ. Tức là khách hàng đã chọn mua rồi, nhưng tới mức thanh toán thì họ lại bỏ đó, không mua nữa vì một lý do nào đó. Tất nhiên là có nhiều lý do khác nhau, nhưng mà cái lý do nào đi nữa thì đó cũng đều phát sinh ở cái giai đoạn tính tiền, thanh toán. Và tôi tin chắc chắn rằng bạn cũng đã ở vào cái trạng thái tương tự. Đó là khi bạn chọn mua một sản phẩm đó thì bạn rất hào hứng, rất quyết tâm mua
và có những hình dung tốt đẹp về việc mình sẽ sử dụng sản phẩm này như thế nào. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu ngồi và nhập thông tin số về thẻ tín dụng, số tài khoản hoặc là các thông tin khác liên quan tới việc thanh toán, thì trong đầu bạn xuất hiện một cái suy nghĩ rằng, những cái suy nghĩ rất logic trong cái tiếng nói của riêng bạn, đó là không biết cái sản phẩm 500 ngàn này có mắc hay không? Hay không biết là cái sản phẩm 5 triệu này mình có cần đến hay không? Hay là không biết mua về mình có xài thường xuyên hay không? Bởi vì chiếc điện thoại này tới 15 triệu, vân vân. Tôi chắc là bạn đã từng trải qua những cái suy nghĩ vào phút chót như vậy, có đúng không ạ? Đó là lý do vì sao mà chúng ta có con số 4.000 tỷ về mặt trị giá của các giỏ hàng bị bỏ rơi như vậy. Vì thế, để hạn chế cái vấn đề này, thì hãy hạn chế tối đa các khâu đoạn để khách hàng phải điền thông tin, làm thủ tục và để cho cái tư duy logic đó của khách hàng làm việc hết công suất. Chính vì thế, nếu bạn tới website của Amazon, họ đã làm một việc thế này. Đó là họ yêu cầu bạn nhập một thẻ thanh toán sẵn vào một tài khoản của bạn để mỗi lần bạn mua thì không cần phải nhập lại thông tin đó nữa. Ngoài ra, quan trọng nhất đó là họ tạo ra một cái nút đặt ngay bên cạnh của sản phẩm. Nó được gọi là One Click Buy, có nghĩa là mua chỉ trong vòng một cái click chuột. Nếu bạn nhấn như vào nút đó thì ngay lập tức các thủ tục được tự động hoàn tất, bởi vì thông tin về thẻ thanh toán, địa chỉ chuyển phát đã được lưu sẵn ở trong tài khoản của bạn rồi. Bạn click vào đó là màn hình sẽ chuyển ngay lập tức sang cái trang cảm ơn bạn vì đã mua hàng. Đó là cách để Amazon chộp lấy cái thời khắc khách hàng đang hào hứng, hưng phấn với sản phẩm và không cho họ thời gian phải suy nghĩ nhiều. Miễn là trong tài khoản ngân hàng có tiền thì chỉ với một chạm, một click chuột, vài ngày sau đó bạn sẽ có sản phẩm ở ngay trước cửa nhà mình. Đó là một bài học bạn có thể áp dụng trong gian hàng online của mình. Kỹ thuật thứ 8 vẫn là liên quan tới việc thanh toán. Đó là hãy cho khách hàng càng nhiều lựa chọn thanh toán, càng nhiều càng tốt. Đối với việc thanh toán thì ngược lại so với việc đưa ra nhiều lựa chọn cho sản phẩm. Tức là nhiều lựa chọn về sản phẩm thì có thể khiến khách hàng ngần ngại không mua, tụt giảm doanh số. Nhưng mà càng nhiều phương thức thanh toán thì lại càng tiện lợi cho khách hàng và khả năng bán hàng của bạn càng cao hơn. Vì vậy, nếu có thể thì hãy cho khách hàng nhiều lựa chọn trong việc trả tiền cho bạn như thế nào. Trả tiền mặt khi giao hàng, ví điện tử, thẻ tín dụng, chuyển khoản trực tiếp v.v. Có rất nhiều phương thức. Và nếu như bạn có thêm lựa chọn trả sau, trả chậm, trả nhiều lần thì lại càng dễ dàng thuyết phục khách hàng tốt hơn cho việc lựa chọn sản phẩm của bạn khi so sánh với những gian hàng online khác. Có phải không ạ? Kỹ thuật thứ 9, đầu tư vào hình ảnh chất lượng cho sản phẩm và gian hàng online của mình. Nào, bây giờ không còn là những năm 2000 nữa rồi, khi mà bạn có lý do để đưa vào những hình ảnh mờ, không rõ nét hoặc là các góc chụp không bắt mắt cho gian hàng online của bạn. Giờ đây một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể cho ra tất cả những hình ảnh chất lượng cao, sắc nét và có rất nhiều cách chụp khác nhau, đẹp mà bạn có thể tham khảo trên YouTube, Google. Vì vậy, sẽ không có lời bào chữa nào cho bạn nếu như bạn vẫn còn đi lấy những hình ảnh sẵn sản phẩm ở trên mạng về để thả vào trong gian hàng online của mình. Trong đó có những cái hình ảnh mà vẫn còn logo của các cửa hàng khác hoặc là chất lượng xấu, vân vân. Hãy cho khách hàng thấy cái phong cách của cửa hàng của bạn bằng những tấm hình chụp sản phẩm ấn tượng, có phong cách giúp họ dễ dàng phân biệt bạn với những cửa hàng khác. Đồng thời, khách hàng sẽ cảm thấy thích thú với sản phẩm của bạn đang bán hơn, vì đó là điều duy nhất giúp họ đánh giá được sản phẩm của bạn, có phải không ạ? Bởi vì khi nào mà nhận được hàng thì họ mới biết chất lượng thực sự ra sao. Cho nên đừng coi nhẹ tác dụng của những tấm hình chụp sản phẩm. Kỹ thuật thứ 10, hãy biến phần mô tả sản phẩm của bạn trở thành người tư vấn bán hàng hiệu quả. Nào, có rất nhiều bạn hỏi tôi là bán hàng online, không bao giờ gặp khách hàng thì đâu có người tư vấn, người sales bán hàng để thuyết phục khách hàng. Câu trả lời của tôi đó là bạn có một người tư vấn rất chăm chỉ, hiệu quả, gặp khách hàng nào cũng nói giống như nhau. Nhưng hiệu quả hay không thì lại là do cách bạn dạy cái người bán hàng đó. Đó chính là phần mô tả sản phẩm của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào mà khách hàng có thể đọc được về sản phẩm của bạn. Đó chính là kỹ thuật copywriting trong bán hàng, cách viết để khiến khách hàng được thuyết phục và muốn mua ngay. Bởi vì đúng như bạn nói, họ đâu có gặp ai nhưng mà họ đọc rất kỹ những phần mô tả về sản phẩm từ tiêu đề cho tới nội dung mà bạn đưa ra. Vì thế, ngoài cái tiêu đề thu hút về sản phẩm thì bạn sẽ cần phải sử dụng tối đa cái phần chia sẻ về thông tin sản phẩm để làm hai việc. Việc thứ nhất, trả lời tất cả những thắc mắc của khách hàng thường đặt ra khi mua sản phẩm của bạn. Và việc thứ hai, giải quyết tất cả những lời từ chối mà khách hàng có thể nghĩ tới khi ra quyết định mua hàng. Đó chính là lý do vì sao mà các website bán hàng tốt thường có đi kèm luôn một phần trong cái trang bán hàng.
được gọi là FAQ, Frequently Asked Questions, nghĩa là những câu hỏi thường gặp. Đó là nơi mà tất cả những vấn đề khách hàng hay lăn tăn trong quá trình mua hàng được trả lời. Ví dụ như là chính sách đổi trả như thế nào, chính sách bảo hành ra sao, vân vân. Tất cả những thông tin này sẽ giúp cho khách hàng tự tin hơn và không phải tự mình trả lời. Khi đó thì họ sẽ yên tâm để nhấn vào nút mua trên cửa hàng online của bạn. Kỹ thuật số 11, hãy cho khách hàng miễn phí càng nhiều càng tốt. Nào, nhận quà tặng miễn phí là cái điều mà hầu như ai cũng thích, đặc biệt là với khách hàng mua online, có phải không ạ? Vì khi bạn mua một sản phẩm mà được tặng kèm thêm một điều gì đó, có thể là một sản phẩm khác, có thể là miễn phí tiền ship, có thể là phiếu giảm giá vân vân, thì bạn đều cảm thấy thích thú và ra quyết định nhanh hơn. Vì vậy, hãy tính toán xem, thay vì giảm giá thì bạn có thể thử các hình thức quà tặng khác được hay không, hoặc là đưa ra những yếu tố tương tự để khách hàng cảm thấy hứng thú và thu hút được họ. Tôi cũng đã nói về một số kỹ thuật này trong một video về cách làm marketing giá bán. Hãy xem lại video đó để có thể có kiến thức về cách làm giá bán trong bán hàng online. Kỹ thuật số 12, áp dụng chiến thuật giá chim mồi, decoy pricing. Nào, đây là một trong số hơn 20 chiến thuật marketing về giá bán mà tôi đã có ở một video rất chi tiết, bạn có thể xem lại. Nhưng trong video này, tôi muốn nhấn mạnh lại với bạn một kỹ thuật rất phổ biến, đó là phân chia mức giá của mình theo 3 mức độ khác nhau: thấp nhất, trung bình và cao nhất. Và theo tâm lý chung của phần lớn khách hàng thì họ sẽ lựa chọn sản phẩm có mức giá ở giữa, bởi vì là hầu hết ai cũng muốn tránh những thứ rẻ nhất do họ nghĩ rằng chất lượng sẽ không bằng. Và phần đông thì cái sản phẩm đắt nhất thì lại cảm thấy là giá đắt hơn so với kỳ vọng của bạn. Bằng kỹ thuật decoy pricing này, giá chim mồi này, thì bạn có thể hướng khách hàng của mình mua những sản phẩm có lợi nhuận nhiều hơn cho bạn. Đó là lý do vì sao mà khi bạn đi uống cà phê ở Starbucks, ở Highland, thì bạn luôn thấy có 3 cỡ khác nhau, đó là cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn, có phải không ạ? Và phần lớn thì mọi người sẽ lựa chọn cỡ vừa, và đó là cái điểm có lợi nhiều nhất cho người bán hàng. Kỹ thuật số 13, sử dụng công cụ pop-up trong website của bạn để giúp khách hàng ra quyết định mua nhanh chóng hơn. Đây là một kỹ thuật trong website để giúp xây dựng khách hàng trung thành, hoặc là đưa ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt để giúp khách hàng ra quyết định nhanh nhất có thể. Tôi lấy ví dụ, bạn có thể vào website của tôi để hình dung thế nào là một pop-up. Đó là khi bạn vào một trang web nào đó và bạn đang cân nhắc, đang xem sản phẩm, thì tự nhiên có một cửa sổ nhỏ nhảy ra và cho bạn một lời chào mời rất hấp dẫn. Đó có thể là lời mời trở thành một thành viên của website để có thể nhận thông tin tin tức quan trọng, hay cũng có thể là một mã giảm giá 20% dành cho khách hàng đăng ký trở thành thành viên của công ty chẳng hạn, vân vân. Và những cái lời đề xuất này sẽ khiến cho bạn dao động, cảm thấy hứng thú và quyết định thực hiện theo cái lời đề nghị đó. Đó là cách mà rất nhiều các trang web thường thương mại điện tử đang áp dụng để giúp khách hàng mới trở thành những khách hàng trung thành, xây dựng những danh sách email của khách hàng thường xuyên để họ có thể tiếp cận dễ dàng hơn, hoặc đưa ra một phiếu giảm giá đặc biệt khi bạn chuẩn bị rời đi để giữ chân bạn lại với trang web của họ. Đây là kỹ thuật mà bạn không nên bỏ qua cho trang web thương mại điện tử của mình. Kỹ thuật số 14, làm nổi bật giá trị khác biệt của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nào, trong kinh doanh có một thuật ngữ rất quan trọng, đó là value proposition, tức là lời cam kết, lời hứa về những cái giá trị lợi ích mà bạn sẽ mang tới cho khách hàng mục tiêu thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Hay nói cách khác, đây chính là cái lý do vì sao mà khách hàng lựa chọn bạn mà không phải một gian hàng online khác. Nó không chỉ dừng lại ở một sản phẩm hữu hình nào đó. Ví dụ như là bạn bán hàng online thì đó có thể là cái quần, cái áo. Mà value proposition còn bao gồm cả dịch vụ đi kèm, trải nghiệm khách hàng và các yếu tố giúp khách hàng đánh giá cao, tin tưởng bạn và đưa họ trở thành những khách hàng trung thành trong dài hạn. Đối với kinh doanh online thì bạn sẽ có ít cơ hội để tiếp xúc với trực tiếp với khách hàng hơn, và khách hàng có thể đánh giá bạn rất nhanh thông qua những trải nghiệm của họ với cửa hàng của bạn từ những cái lần đầu tiên tiếp xúc. Chính vì lý do đó, tôi mới nói rằng website là một công cụ không thể thiếu nếu như bạn kinh doanh online. Và một công việc quan trọng nhất của website là bạn sẽ phải làm nổi bật được tất cả những giá trị tốt nhất, khác biệt của riêng bạn chỉ trong cái nhìn đầu tiên của khách hàng, và họ phải đọc hiểu những thông tin này trong vòng 5 giây. Ví dụ, bạn bán sản phẩm là mỹ phẩm làm đẹp da online chẳng hạn. Vậy thì cam kết trong vòng 5 giây đầu tiên trên website của bạn có thể là: chúng tôi muốn mang lại cho bạn cái làn da mịn màng từ những nguyên liệu tự nhiên trong các sản phẩm được kiểm định với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Ví dụ như vậy.
Tuy nhiên, bạn đừng nhầm lẫn giữa lời cam kết này với câu slogan của công ty. Bởi vì slogan của công ty thì mang tính truyền thông điệp truyền thông nhiều hơn và không nhất thiết phải nói hết được cái giá trị mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ mang lại. Cùng với ví dụ về mỹ phẩm này thì câu slogan khẩu hiệu của công ty có thể là nguyên liệu tự nhiên, giá thành hợp lý. Hãy cho khách hàng thấy được những giá trị ưu việt nhất của bạn ngay khi khách hàng vừa vào gian hàng, bằng câu từ, bằng hình ảnh, bằng biểu tượng để giúp tạo lòng tin cho khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kỹ thuật số 15, hãy chịu khó tương tác thực sự với khách hàng của mình qua mạng xã hội. Nào, đây là vấn đề mà ai cũng hiểu nhưng không phải ai cũng chịu làm đúng. Đó là cách bạn trao đổi tương tác với khách hàng của mình qua Facebook hoặc là qua các kênh mạng xã hội khác khi họ muốn nói chuyện với người bán hàng. Một cách mà tôi thấy rất nhiều người đang làm đó là khi khách hàng đưa ra một câu hỏi cho bạn, có thể là về sản phẩm, về chính sách, về công ty v.v. thì bạn sẽ có 3 phương án trả lời thông thường. Hoặc là bạn sẽ không trả lời, hoặc là bạn sẽ chỉ trả lời rất ngắn gọn như kiểu đã inbox, vui lòng kiểm tra tin nhắn. Hoặc thứ ba là bạn sẽ cắt dán một câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước và áp dụng cho tất cả mọi người. Đó là những cách làm rất phổ biến của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên, bạn có biết rằng khách hàng sẽ cảm thấy hứng thú nhiều hơn nếu như bạn thực sự trả lời từng người theo cách riêng của từng câu hỏi không ạ? Tôi biết, bạn có thể nói rằng bạn có quá nhiều comment và không có đủ thời gian để làm việc đó. Tôi hoàn toàn hiểu vì tôi cũng như vậy. Nhưng nếu như không thể làm được việc đó, thì hãy cố gắng nhờ một ai đó để giúp bạn tương tác với khách hàng một cách tự nhiên hơn, giúp những khách hàng này thấy yêu quý bạn hơn. Có được không ạ? Kỹ thuật số 16, đầu tư nhiều hơn vào content marketing. Nào, content marketing là tất cả những hoạt động mà trong đó bạn cung cấp nội dung mà khách hàng quan tâm liên quan tới dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn. Nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở các nội dung nói về sản phẩm của bạn, mà là tất cả những nội dung tạo ra giá trị nhiều hơn cho khách hàng của mình. Ví dụ, bạn tới website, YouTube hay là Facebook của tôi, thì bạn có thấy tôi bán hàng bao giờ không ạ? Hình như là tôi chỉ có 1 hoặc 2 video giới thiệu về nội dung khóa học của mình. Còn lại thì trong số hơn 300 video mà tôi đã làm tới thời điểm hiện nay, thì tất cả chỉ là những thông tin kiến thức giúp ích cho bạn mà thôi, có đúng không ạ? Tất nhiên là đó chỉ là chiến lược của tôi, bạn không nhất thiết phải làm như vậy, mà bạn hoàn toàn có thể phân bổ các bài viết, hình ảnh của mình sang các nội dung khác với tỷ lệ cao hơn, là không nhất thiết cứ phải là 300 video mới có một video giới thiệu về sản phẩm giống như của tôi. Nhưng ý chính ở đây đó là hãy chia sẻ với khách hàng những quan tâm khác của họ, như là làm thế nào để bảo quản sản phẩm tốt nhất, làm thế nào để lựa chọn một sản phẩm chuẩn, xịn, tránh được hàng nhái, hàng giả v.v. Những thông tin như vậy khách hàng của bạn rất quan tâm và đồng thời sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng của mình. Kỹ thuật số 17, đầu tư vào SEO, hoạt động tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm của Google. Nào, một lần nữa tôi lại nhắc lại cái vấn đề này trong các video liên quan tới hoạt động marketing hiện nay bạn cần phải làm. Đó là đã nói tới bán hàng online thì bạn cần phải để ý tới vấn đề SEO này. Bởi vì kinh doanh online là dựa trên việc tìm kiếm của khách hàng. Khi khách hàng tìm một sản phẩm gì đó thì họ sẽ lên Google và tìm kiếm từ khóa hoặc là câu hỏi mà họ đang thắc mắc, có phải không ạ? Nếu như bạn tối ưu hóa website, blog bán hàng của mình thì bạn sẽ có cơ hội cao để khách hàng biết tới bạn trước tiên. Bởi vì một cái từ khóa tìm kiếm khi mà họ điền vào sẽ hiện ra hàng trăm ngàn cái kết quả, có đúng không ạ? Và một yếu tố khác để giúp bạn thành công hơn trong SEO đó là hãy đừng chỉ tập trung vào các từ khóa phổ biến và chung chung. Ví dụ như bạn đang bán bánh trung thu chẳng hạn, vậy thì đừng chỉ tập trung vào làm SEO cho các từ khóa bánh trung thu, mà bạn có thể phải đầu tư vào các từ khóa dài hơn như là bánh trung thu nhân trứng, bánh trung thu vị cam v.v. Đó được gọi là long tail SEO, nghĩa là những từ khóa dài hơn sẽ dễ dàng để cạnh tranh với những từ khóa chung chung mà ai cũng đang theo đuổi. Nếu tôi nói tới đây mà bạn còn chưa hiểu như thế nào gọi là SEO thì có lẽ bạn sẽ cần phải học cấp tốc về những nội dung này. Kỹ thuật số 18, hãy đầu tư vào quảng cáo trên Facebook. Nào, chúng ta đều biết rằng hiện nay Facebook đang thường xuyên thay đổi thuật toán của mình để hạn chế những nội dung bán hàng tiếp cận tới nhiều người. Một phần là vì những cái thông tin bán hàng này sẽ làm phiền người sử dụng, không quan tâm tới các nội dung đó, tạo ra các trải nghiệm khách hàng tiêu cực cho Facebook. Một phần khác vì Facebook muốn khuyến khích bạn phải chi tiền nhiều hơn cho hoạt động quảng cáo của mình. Tuy nhiên, trên thực tế thì đối với nhiều ngành nghề, chi phí quảng cáo trên Facebook còn khá là rẻ và hiệu quả so với cái tiềm năng kinh doanh, tiềm năng doanh thu mà bạn có thể mang về.
Vì vậy, nếu như bạn thực sự muốn tiếp cận tới đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của mình nhanh hơn, thì hãy dành ra một khoản ngân sách cho hoạt động quảng cáo trên Facebook để có thể lấy về đơn hàng nhiều hơn. Đừng nghĩ rằng quảng cáo là lãng phí, nó chỉ không hiệu quả và lãng phí nếu như bạn thực hiện không đúng cách, như là bạn không làm tốt về mặt hình ảnh, về mặt nội dung, hay là thông điệp của bạn không có khả năng bán hàng, hoặc sản phẩm của bạn không có gì hấp dẫn, hoặc tệ nhất là bạn lựa chọn sai đối tượng khách hàng tiềm năng để quảng cáo. Đó là lý do vì sao mà nhiều bạn nhắn tin cho tôi hỏi là tại sao chạy quảng cáo lại không hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân lớn nhất đó là bạn đang thực hiện không đúng cách. Kỹ thuật số 19, hãy đưa vào các chiến dịch retargeting để khai thác những khách hàng đã tìm hiểu về sản phẩm của bạn nhưng chưa ra quyết định. Nào, bạn phải nhớ rằng có rất nhiều khách hàng ghé thăm gian hàng online của bạn nhưng không mua gì cả. Và thậm chí là có nhiều người đã lựa chọn sản phẩm rồi, đưa vào giỏ thanh toán rồi nhưng lại từ bỏ vào phút cuối. Đó là một sự lãng phí rất lớn nếu như bạn cứ để cho những khách hàng đó bỏ đi, ra đi lặng lẽ, có đúng không ạ? Và để giải quyết vấn đề này thì hoạt động retargeting trên Facebook sẽ giúp bạn khai thác tốt những khách hàng đó. Đó là việc bạn chạy các chiến dịch quảng cáo dành riêng cho các khách hàng đã vào website của bạn và không mua, hay là đã chuẩn bị thanh toán rồi mà lại đổi ý. Bạn hoàn toàn có thể làm được việc này với công cụ Pixel của Facebook. Và cái lời khuyên của tôi đó là hãy luôn có một khoản ngân sách nhất định cho các chiến dịch này. Những khách hàng đó sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn bởi vì họ đã tìm hiểu về sản phẩm, về gian hàng của bạn rồi, có phải không ạ? Kỹ thuật số 20, hãy dành thời gian để phân tích lại sự thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng sau Covid. Đây thực ra là một hoạt động trong kinh doanh mà bạn nên làm thường xuyên hơn là một kỹ thuật để giúp bạn đẩy doanh số một cách đột biến. Nhưng nó rất quan trọng bởi vì có rất nhiều người tôi đang theo dõi quan sát hiện nay vẫn duy trì cái cách tư duy kinh doanh giống như giai đoạn trước Covid vậy. Nhiều người nghĩ rằng bạn chỉ cần mở một tài khoản trên Facebook, mở một website và rồi bán như cách mình vẫn làm trước đây là được. Nếu đó là bạn thì hãy suy nghĩ lại. Bởi vì hành vi, thói quen, cách thức tiếp cận của khách hàng khi mua online đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như giờ đây khách hàng sẵn sàng trả tiền nhiều hơn để được nhận sản phẩm nhanh hơn. Vì vậy, nếu bạn có thể giải quyết tốt được cái vấn đề này thì bạn sẽ có nhiều lợi thế. Ví dụ như vậy. Hoặc là giờ đây khách hàng quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe, cho nên bạn đưa vào thêm các dịch vụ hoặc quan tâm nhiều hơn tới yếu tố này thì bạn sẽ có thể chiếm được cảm tình của khách hàng tốt hơn. Đó là những ví dụ để bạn dễ hiểu. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải khảo sát và tìm hiểu lại khách hàng của mình để thay đổi cách thức kinh doanh cho phù hợp với điều kiện mới. Đó là kỹ thuật số 20 mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng là bạn không bỏ lỡ thông tin nào, bởi vì tất cả những kiến thức này đều sẽ giúp bạn đẩy mạnh kết quả kinh doanh online của mình trong thời gian tới đây. Nếu bạn cảm thấy những thông tin mà tôi vừa chia sẻ có ích đối với bạn thì hãy comment "Tôi muốn kinh doanh online thành công" ở phía dưới video này. Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.